Mỗi một quốc gia đều có các đơn vị tiền tệ lưu hành trong nước. Các đơn vị tiền tệ này được coi là biểu tượng của quốc gia đó. Cũng như Việt Nam có đơn vị tiền tệ là đồng thì Thái Lan cũng có đơn vị tiền tệ riêng của họ là baht. Đồng baht được coi là một trong những đồng tiền mạnh nhất của Đông Nam Á và là một trong 10 loại tiền tệ được sử dụng rộng rãi nhất để thanh toán trên toàn thế giới. Bên cạnh là đơn vị tiền tệ lưu thông thịnh hành, xung quanh đồng baht Thái cũng có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Trên mỗi tờ tiền baht Thái Lan đều có in hình các đời quốc vương Thái Lan, được người dân rất sùng bái. Bất kỳ hành động nào được xem là bất kính với hoàng gia đều là phạm pháp. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển và những sự thật thú vị xoay quanh đồng tiền của xứ sở chùa vàng nhé. Lịch sử hình thành. Thái Lan, quốc hiệu chính thức là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia độc lập có chủ quyền ở khu vực Đông Nam Á. Thái Lan có diện tích 508.130 km, dân số ước tính năm 2023 vào khoảng 76 triệu người. Thái Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến kết hợp với nghị viện. Hoàng tộc Mahidol của vương triều Chakri là biểu tượng quốc gia, được người dân tôn sùng. Quốc vương theo hiến pháp là nguyên thủ quốc gia, giữ chức vụ tổng tư lệnh quân đội kiêm nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo. Thái Lan là một trong những nước tham gia sáng lập ASEAN, thành viên của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, WTO, APEC. Quốc gia này được công nhận là một hổ mới châu Á và cường quốc khu vực ở Đông Nam Á, đồng thời có tiềm năng để trở thành một cường quốc bậc trung trên thế giới. Đồng baht Thái Lan là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Thái Lan. Tên viết tắt của đồng baht Thái Lan là TBH. Baht Thái là một trong những loại tiền tệ lâu đời nhất được lưu hành, có niên đại khoảng 800 năm, tính từ thế kỷ 13. Giống như đồng bảng Anh, đồng baht ban đầu được dựa trên một đơn vị khối lượng, cụ thể là 15 gram. Giá trị của một baht tương đương với 15 gram bạc và tất cả các đồng baht đều được làm bằng bạc rắn với một lượng nhất định. Đồng baht vẫn liên kết với bạc cho đến cuối thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, Thái Lan đã chuyển tiền tệ của mình sang hệ thống dựa trên số thập phân hiện tại, chia đồng baht thành 100 satang. Sự hiện thân của baht hiện đại bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, sau những cải cách của Chulalongkorn. Chulalongkorn, còn được gọi là vua Ramave, trị vì từ năm 1868 đến 1910. Vua Ramave đã đưa ra khái niệm chia nhỏ đơn vị baht Thái, vào thời đó được người phương Tây gọi là tích cổ Thái. Những năm sau đó, đồng baht của Thái Lan đã được gắn với một số loại tiền tệ, cũng như vàng. Đầu thế kỷ 20, tiền tệ được cố định với đồng bảng Anh, với tỷ giá hối đoái được điều chỉnh định kỳ. Biên độ tỷ giá hối đoái trong khoảng thời gian 20 năm dao động 11 baht trên 1 bảng Anh và 22 baht trên 1 pound. Đồng baht cũng được cố định một thời gian ngắn với đồng yên Nhật sau Thế chiến thứ 2. Với giá vàng, tỷ giá hối đoái cố định là 1 baht trên 0,25974 gram vàng. Từ giữa những năm 1950 cho đến năm 1997, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cố định đồng baht với đô la Mỹ. Tỷ giá đô la ban đầu được chuyển thành 20 baht bằng 1 đô la Mỹ. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Reagan, khi nền kinh tế Hoa Kỳ trải qua một thời kỳ tăng trưởng nhanh và đồng đô la Mỹ mạnh, tỷ giá được điều chỉnh tăng lên 25 baht bằng 1 đô la Mỹ. Đồng baht Thái trở thành tâm điểm của các nhà quan sát kinh tế vào năm 1997 khi Thái Lan là tâm điểm của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Nó bắt đầu sau khi Ngân hàng Thái Lan buộc phải xóa bỏ chính sách neo giá baht Thái Lan với đồng đô la Mỹ. Việc xóa bỏ neo giá đã khiến đồng tiền này sụp đổ và gây ra một làn sóng phá sản giữa các doanh nghiệp Thái Lan đã vay bằng đô la Mỹ nhưng lại kiếm doanh thu bằng baht. Cho đến nay, đồng baht tiếp tục được sử dụng chính thức trên bản đồ tiền tệ thế giới, tuy nhiên giá trị của đồng baht đã bị suy yếu rất nhiều. Chính phủ Thái Lan cũng đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế mới, đặt mục tiêu đạt được vị thế kinh tế phát triển vào năm 2036. Mệnh giá hiện hành. Tiền tệ Thái Lan gồm hai loại, đó là tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy Thái Lan là loại tiền được sử dụng phổ biến trong mọi hoạt động mua bán, giao dịch hàng ngày tại đây. Còn tiền xu Thái Lan sẽ được sử dụng để mua hàng tại các máy bán hàng tự động hoặc mua vé tàu. Vào năm 2018, Thái Lan đã phát hành đồng tiền bạc Thái mới. Đây là đồng tiền baht thứ 17 của Thái Lan. Đồng tiền Thái Lan mới này được phát hành sẽ được in hình nhà vua đang trị vì Maha Vajiralongkorn. Tiền giấy có các mệnh giá 20, 50, 100, 500 và 1.000 baht. Mỗi mệnh giá có một màu tương ứng, với 20 baht là xanh lục, 50 baht là xanh lam, 100 baht là đỏ, 500 baht là tím và 1.000 baht là nâu. Mặt trước các tờ giấy bạc này có in chân dung vua Maha Vajiralongkorn trong bộ lễ phục của không quân Thái Lan, mặt sau in chân dung các vị vua đã trị vì Thái Lan trước đây. Chân dung các vua Rama I và Rama II được in ở mặt sau tờ 20 baht, chân dung vua Rama III và Rama IV ở mặt sau tờ 50 baht, chân dung vua Rama V và Rama VI ở mặt sau tờ 100 baht.
Chân dung vua Rama 7 và Rama 8 ở mặt sau tờ 500 bạt, trong khi chân dung vua Rama 9 và Rama X được in trên tờ giấy bạc mệnh giá 1.000 bạt. Còn tiền xu thì có sẵn các mệnh giá 25 satang, 50 satang và 1, 2, 5 và 10 bạt. Đồng 10 bạt có hình tròn với lớp lót bạc và bên trong bằng vàng, không khác gì đồng 2 euro. Đồng 5 bạt có hình dạng nonagon, có 9 cạnh, có màu bạc. Đồng 2 bạt có hình tròn, nhỏ và có màu đồng. Đồng 1 bạt nhỏ hơn, vẫn hình tròn và bằng đồng. Cả hai đồng tiền satang cũng có màu đồng, nhỏ hơn đồng bạt. Tỷ giá tiền Thái Lan sẽ thay đổi tùy theo sự biến động của thị trường. Ở mỗi thời điểm khác nhau, tỷ giá sẽ khác nhau. Tính ở thời điểm tháng 9 năm 2023, tỷ giá của đồng bạt là 1 bạt tương đương với 677 Việt Nam đồng, 1 đô la Mỹ tương đương với 36 bạt, 1 Việt Nam đồng tương đương với 0,0015 bạt. Những sự thật thú vị. Dẫm lên đồng bạt là bất hợp pháp. Thái Lan là một đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến, đứng đầu là hoàng gia. Theo đó, hoàng tộc Thái Lan được người dân rất sùng bái. Bất kỳ hành động nào được xem là bất kính với hoàng gia đều là phạm pháp và có thể bị bắt giữ. Đất nước này có một luật quốc gia nghiêm cấm việc xúc phạm đến chế độ quân chủ của mình, được gọi là luật LSE Majesai. Điều này nghiêm cấm mọi hành động bằng lời nói, thể chất hoặc văn bản thể hiện hành vi thiếu tôn trọng đối với nhà vua hoặc bất kỳ thành viên nào của hoàng gia. Bởi vì tất cả tiền ở Thái Lan đều mang chân dung của nhà vua hoặc một thành viên hoàng gia đã qua đời, luật này mở rộng sang việc xử lý tiền tệ. Dẫm lên tiền là một trong những hành vi như vậy. Việc đánh rơi đồng tiền mang hình đức vua xuống đất đã bị xem là phạm thượng. Còn dẫm lên tiền, dù là vô tình thì là vi phạm pháp luật và có thể khiến bạn vào tù chơi vài ngày tùy theo mức độ phạm tội. Và nếu không may dẫm lên tiền rồi bị bắt thì hình phạt dành cho tội lăng mạ hoàng tộc có thể lên tới 20 năm tù giam. Tiền giấy được làm bằng bông. Đồng bạt của Thái Lan được làm từ một loại sợi bông đặc biệt được thiết kế để siêu bền. Mỗi mệnh giá tiền giấy cũng có độ dày và cảm giác khác nhau, vì vậy dễ dàng phân biệt chúng hơn. Ngân hàng Thái Lan sử dụng một quy trình gọi là in intaglio khiến bản in hơi nhô lên, cho phép tạo cảm giác rất nhạy. Chúng ta cũng có thể tìm thấy các chữ số Ả Rập ẩn ở góc dưới bên trái của mỗi tờ tiền. Tiền giấy đầu tiên có một tên gọi khác. Năm 1853, để chống lại nhu cầu về nhiều tiền tệ hơn, vua Mỏng Cút đã đặt hàng loại tiền giấy đầu tiên, được gọi là mai. Tuy nhiên, nó không thành công lắm vì mọi người vẫn thích sử dụng postuang. Không phải lúc nào cũng ở dạng giấy. Trước khi có tiền giấy, Thái Lan đã sử dụng vỏ sò postuang và tiền xu bằng đất sét nung để đấu thầu hợp pháp. Dưới thời trị vì của vua Mỏng Cút, Thái Lan đã giới thiệu thương mại tự do và thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây lớn. Thương mại tăng lên đáng kể và kết quả là không có đủ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu. Tiền xu được sản xuất tại Pháp. Có một sự thật vô cùng thú vị, đó là đồng xu của Thái Lan không được sản xuất tại Thái mà được sản xuất tại một nhà máy nằm ở khu vực phía tây nam nước Pháp. Đây là một trong những sự thật ít ai biết đến, bởi vì người ta thường nghĩ rằng tiền ở quốc gia nào thì sẽ được sản xuất ở quốc gia đó. Lý do mà đồng xu Thái Lan được sản xuất ở nước Pháp đó là vì giá sản xuất hợp lý, cũng như có sự sáng tạo nhất định nên xưởng đúc tiền này nhận được sự tin tưởng của Thái Lan. Và mỗi đồng tiền xu ở Thái Lan đều có những hình ảnh của vị vua chúa bên Thái đã qua đời, chúng cũng có một số bí mật riêng mà chỉ những người đúc tiền mới hiểu được. Thái Lan nhiều lần đối mặt với tình trạng thiếu tiền tệ. Khi vua Chulalongkorn đến vào năm 1873, những đồng xu bằng đồng có giá trị thấp trở nên vô cùng khan hiếm. Giá trị của thiếc và đồng trên thị trường thế giới đã tăng cao hơn mệnh giá của tiền kim loại. Vào thời điểm đó, mọi người bắt đầu sử dụng tè, một loại tiền tệ được đổi thành tiền tại các sòng bạc. Vua Chulalongkorn muốn tránh việc sử dụng nó, vì vậy ông đã giới thiệu một loại tiền giấy có giá trị thấp gọi là ATT Credit, trong khi chờ đợi những đồng tiền được cho là đến từ Anh. Trên đây là video về đồng bạt Thái Lan mà chúng tôi gửi đến khán giả. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn mang những kiến thức, thông tin thú vị về đồng tiền thuộc top thanh toán nhiều nhất thế giới này. Nếu các bạn biết thêm thông tin hay về đồng bạt Thái, hãy comment dưới phần bình luận để chúng tôi và độc giả xem kênh có thêm những nguồn kiến thức bổ ích, qua đó giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!